0066258. Trong clip ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái thủ tục hồ sơ để hưởng cái chế độ thai sản. Đối với mỗi loại đối tượng mà được hưởng cái chế độ thai sản thì sẽ phải chuẩn bị một số cái tài liệu trong hồ sơ hưởng chế độ là khác nhau một chút. Và sau đây thì lần lượt tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái tài liệu theo từng loại đối tượng để các bạn chuẩn bị. Thứ nhất là đối với đối tượng lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con thì cái tài liệu cần chuẩn bị sẽ là cái bản sao giấy khai sinh hoặc là bản sao giấy chứng sinh của con, danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bằng nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản theo mẫu C70A HD theo cái quyết định 636 của bảo hiểm xã hội Việt Nam, danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo mẫu D02TS. Đối với những trường hợp mà lao động nữ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc là phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định thì gồm có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp mà điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy giao viện đối với trường hợp điều trị nội trú và mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng lương bảo hiểm xã hội theo mẫu C65HD cũng theo quyết định 636 của bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp mà người lao động nhận nuôi con nuôi thì tài liệu sẽ bao gồm có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Đối với trường hợp mà con chết mẹ chết thì cái tài liệu cần chuẩn bị sẽ là bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp mà con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp mà người mẹ chết sau khi sinh con, trích sao hồ sơ bệnh án hoặc là giấy gia viện của người mẹ trong trường hợp mà con chết sau khi sinh mà chưa được cấp cái giấy chứng sinh. Đối với trường hợp mà nghỉ dưỡng sức thì tài liệu sẽ bao gồm một giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng của người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc cho con mình, hay là giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai. Đối với trường hợp mà người lao động nam nghỉ việc để sinh con khi mà vợ sinh con thì tài liệu sẽ bao gồm có bản sao giấy chứng sinh hoặc là bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con mà phải phẫu thuật hoặc là sinh con dưới 32 tuần tuổi. Thì đó là những cái tài liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị khi theo cái hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi mà làm cái thủ tục hưởng chế độ thai sản này. Nếu có bất cứ thắc mắc nào phát sinh liên quan đến hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 1900 6258 để được tư vấn chi tiết và rõ ràng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.